đây là bài tập đọc thứ mười ba hãy đọc to từ số một do hãy thử đọc số hai không phát âm con chữ k okay. trong từ cuối cùng do you know do you know bây giờ bạn hãy thử đọc số ba chú ý trong câu này hai con chữ ở oh, đi liền nhau được phát âm khác với khi nó đứng một mình. Who took my book? Who took my book? Hãy đọc số bốn. No, I don't. Từ số năm. Go. Số sáu. Go to the left. Số bảy. You too. Hãy thử đọc số tám. Từ cuối cùng là tên một tháng. Trong tiếng Anh, tên các tháng được viết hoa. Today it's May. Today. Bây giờ, bạn hãy đọc từ số 9. Pat Số 10 Pat has a pet. Hãy đọc từ số 11. Bet Hãy xem cặp từ trong số 12. Hãy nhắc lại hai từ này theo người Mỹ. Chú ý đến các phụ âm đầu khác nhau. Pet, bet. Pet, bet. bây giờ bạn hãy đọc cặp từ trong số mười ba tab tap. tab tap bạn phát âm các phụ âm cuối trong các từ này có giống người mỹ không hãy đọc lại số mười ba Tab, tap. Hãy đọc số 14. What a big pig! Số 15. He rode his bike on the pike. Bây giờ, bạn hãy đọc từ số mười sáu, cloak, cloak. hãy thử đọc từ số mười bảy, croak. hãy đọc hai từ số mười sáu và số mười bảy liền nhau. chú ý đến các phụ âm đầu, cloak, croak. Hãy đọc số 18. It's my clock. Số 19. Close the book. Số 20. He's cross. Đây là bài tập đọc thứ 14. Hãy đọc to số 1. Pam's boat, so high. Bob's map, so bad. I know best. So, bon don't be a pest. Số năm. We ate clams. Số sáu. And crabs. Hãy thử đọc số bảy. It's not clear. It's not clear. Bây giờ Bạn hãy xem từ số 8. Hãy nhắc lại từ này theo người Mỹ. want. want. Lưu ý rằng con chữ a thường được phát âm khác nhau khi đứng sau con chữ w. Số 8 có thể được phát âm là want hay want. Cả hai cách phát âm đều đúng. Bây giờ, bạn hãy thử đọc từ số 9. Đây là một từ bạn học trong loạt bài này. Water. Số 10. She wants some water. Số 11. He does too. Bây giờ bạn hãy đọc từ số 12. Wander. Hãy thử đọc số mười ba. We wander and wonder. Wander, wonder. Số mười bốn. Wash your face. Cần nhắc lại là âm do con chữ. W -A. đứng đầu từ biểu thị có thể thay đổi. Từ đầu tiên trong số 14 có thể được phát âm như wash hay wash. Cả hai cách phát âm đều đúng và sự khác biệt rất khó nhận thấy trong khẩu ngữ thường dùng hàng ngày. Số 15 có âm W A thuộc cách phát âm thứ hai. Hãy nhắc lại theo người Mỹ. Hall. Hall. Con chữ A đứng trước hai con chữ L đi liền nhau thường được phát âm đúng như con chữ A trong từ water. Hãy đọc từ số mười sáu, tall. Số mười bảy, that man is tall. Số mười tám. his wife is small his wife is small so 19 do you like walnuts hãy thử đọc số 20 did you see the waterfall in dalat Tập đọc. Đây là bài tập đọc thứ 15, hãy đọc to số 1. Did you call? Số 2. He wants a beer. Wants. Số 3. 60 watts. Số 4. Is that all? Sunam. Let's play ball. So. Where's Walden Pond? So It's a walrus. Hãy đọc số 8. Nhớ rằng con chữ K không đọc. We know. We know. Bây giờ, bạn hãy nghe và nhắc lại từ số 9. Now. Now. Tổ hợp OW có một cách phát âm khác ngoài cách phát âm bạn đã học. Hãy đọc lại từ số 9 now. Bây giờ, bạn hãy thử đọc số 10. We know now. We know now. Từ số 11, có một cách phát âm khác của O-W. Bạn hãy đọc từ này. Wow! Số 12. Số 12. a brown cow Hãy thử đọc số 13. Đây là cách chào thường dùng mà bạn đã học. How are you? How are you? Từ số 14 cũng có âm này nhưng được viết khác. Bạn hãy thử đọc từ này. Pout. Từ số 15 gout 16 out and about 17 don't shout 18 our children went to town số 19. She can count to ten. Bây giờ đến số 20. Chú ý, nhớ rằng hai từ đầu tiên không vần với nhau. What's that sound? What's that sound? Bài tập đọc thứ 15 đến đây là hết